Rồi, vì sao mà mình không nhận á, là nguyên chiếc xe của anh em gửi xe chành từ xa vào cho mình làm? Và cái thứ hai là tại sao mình không nhận nguyên cục máy mà để làm và gửi về cho anh em? Thì hôm nay mình sẽ trả lời cho anh em hết nhé. Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì để tiếp tục clip chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn á về vấn đề mà dĩa cam này kia ba bạc lỏ đó, những cái bài nào anh đi đường xa này kia ok, hoặc là độ xe bài nào bạo lực, rồi cái nào nó bền, cái nào không bền ra sao, thì một hồi mình sẽ tư vấn cho các bạn trong clip này, chia sẻ cho các bạn trong clip này. Còn bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi là nhiều anh em hỏi mình á, thắc mắc là tại sao mà mình không nhận máy từ xa gửi, có nghĩa là nhận full cục máy luôn, anh em chỉ hạ máy trên xe của anh em và gửi vào cho mình làm đó, thì mình không nhận. Cái thứ hai nữa là xe có anh em gửi từ xa vào, như là gửi những cái nhà xe này kia, tại sao mình không nhận? Thì bây giờ mình sẽ trả lời cho anh em á về thắc mắc này đó, cho anh em hiểu rõ hơn, tại nhiều anh em hỏi quá. Nếu mà mình chịu nhận nhận xe gửi từ xa vào ha, với nhận full máy á, full cục máy mà anh em hạ cục máy gửi vào mình á, là rất là nhiều luôn, rất là nhiều anh em gửi mình mà chịu nhận là tiệm mình làm không kịp luôn á, nói thiệt, có rất là nhiều anh em đòi gửi đó. Trong đó có anh em thợ này kia, nhưng mà thường thường á, là mình chỉ nhận đồ gia công thôi, ví dụ như là anh em á gã nồi nồi ở trong xe có anh em ra, hoặc là đầu lồng ở trong xe có anh em ra gửi cho mình gia công á, thì mình nhận mình gia công cho anh em đó. Như vậy thì anh em đỡ tốn tiền chi phí rất là nhiều khi mua đồ mới đó, như vậy thôi, thì mình chỉ nhận gia công đồ thôi. Còn nếu mà đồ của anh em ở trong xe nó tệ quá, nó kêu này kêu quá trời, thì anh em có thể mua đồ mới bên mình đó, mình bán đồ này kia. Rồi thứ hai là mình nhận gia công đồ từ tất cả các anh em thợ, mình nhận rất là nhiều đồ của anh em thợ. Còn những anh em gửi cục máy này kia hoặc là gửi xe qua là mình không có nhận, thì đây á sẽ là lý do mà mình không nhận đó. Thì lý do như thế này, thứ nhất là cái nhà gửi để gửi xe, nhà gửi xe á thì cách xa tiệm mình rất là xa. Với cái phần thứ hai á là nhiều anh em YouTuber làm chung với mình, những anh em mà thường nói chuyện qua lại với mình hoài luôn nè, ở trên Facebook đó nha, hai mấy anh em là nhắn tin hoài luôn đó, là khi nhận xe rất là lu bu đó, nhiều khi về chầy vàng áo này kia, rồi lỡ thợ trước người ta làm xe ở trong cục máy này kia, hoặc là xe những chiếc xe green là đi IC, ví dụ như là xe green mà IC lô này kia, rồi khi anh em nhận xe vào á là bị là chủ xe này kia là nói này nó nọ, vàng áo chạy này kia, bể này kia tùm lum tà la đó. Những anh em mà nhận xe, những cái nhà xe là nói với mình như thế đó, nên là mình không nhận xe về cái vấn đề đó, là để chắc ăn á cho xe anh em đây, hơn là mình chỉ nhận xe khi anh em lại tiệm làm đó. Khi anh em các tỉnh này kia lại tiệm làm thì mình chỉ làm á là có chủ xe ở đó này kia, hoặc là nhận xe như vậy á, mình thấy chủ xe thì mình sẽ an tâm hơn đó. Còn nhận xe chành như vậy á là mình không có an tâm, tại vì á là nói chung á là nhiều anh em YouTuber đã chia sẻ với mình nó lu bu nhiều thứ, nên là mình không có nhận ha. Những anh em mà làm chung nghề xe với mình á, thường thường những anh em á là YouTuber ở trên mà YouTube á, là nhiều anh em cũng có chơi với mình, nhắn tin nói chuyện qua lại chia sẻ với nhau rất là nhiều đó. Rồi thứ hai, tại sao mình không nhận cục máy, là tại vì khi á mình làm máy ở đây nè đó, mình có cái đồ để mà mình nổ máy lên nè, rất là ok, máy ấm chỉnh rất là nhiều lần, gu đai cho gu đai một ngày một đêm luôn, rồi mới trả máy về cho anh em đó, ví dụ như vậy. Tại chỗ gu đai xong máy im ru luôn, gáp vô là không có tiếng gì, rồi lên gì gu đai lâu rồi, ví dụ như một buổi này kia, hoặc là một đêm một ngày gì đó, nẹt tại chỗ hết ga hết số, không bị gì hết. Nhưng gửi máy về cho anh em chạy 2-3 ngày máy kêu đó, ví dụ như vậy, máy kêu hoặc là trục trặc nhiều cái vấn đề gì đó, nên là lu bu lộn xộn hết trơn đó, nên là mình không có nhận máy đó. Chứ mình chịu nhận là nhiều dữ lắm đó, nếu mà mình chịu nhận 1 tháng chắc á, mình làm cả 100 mấy cục máy á, nói thiệt luôn á, tại vì rất là nhiều anh em á, đòi gửi vô mình. Nếu mà anh em gửi vô một ngày á, mà mình nhận dưới 5 cục máy đá mình luôn á, nói thiệt, rất là nhiều anh em đòi gửi máy, nhưng mà vì lý do đó mà mình không gửi máy. Nhiều khi chiếc xe gáp nè, gáp lên xe anh em đem lại tiệm nè, gu đai một đêm nè, đi ra kéo hết ga hết số, dở đầu bật 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 không sao đó, test là mình test, là nói chung là mình test chừng nào mà ví dụ như công sức bắp đồ lúp bê đồ thì mình sẽ mở ra mình làm tại chỗ đó, là mình chịu trách nhiệm hết đó. Như vậy thì mình thử tại chỗ nó không bị gì, mà giao cho chủ xe, nhiều khi người ta về người ta chạy làm sao là bị hư này kia vấn đề á, thì lại mình bảo dưỡng lại thì nó rất là dễ
đó, tại vì mình biết chiếc xe mình nó làm sao, nó chiếc xe cục máy của mình làm nó làm sao ra làm sao, thì mình sẽ khắc phục lại cho anh em nó ok hơn. Còn khi mà nhận cục máy từ xa rồi á, là anh em á về chạy như vậy rồi đem ra thợ chỉnh này kia rồi ôi lu bu, hoặc là các bạn không biết chỉnh này kia cái dòng xe độ, mình ví dụ nha, tại vì có nhiều anh em thợ không phải ai cũng làm xe độ được, người ta là chỉ làm xe zin ví dụ như vậy đó, nên là lu bu lộn xộn khi những anh em làm xe zin mà bước qua xe độ là bỡ ngỡ nhiều thứ lắm, nó không có giống như xe zin đâu, nó vợt te tua luôn á chứ không phải dẫn chơi đó. Từ lý do đó mà mình không nhận cục máy không để về làm đó. Cái đó là có rồi nha, mình có nhận một cái mình làm rồi, mình làm rất là ngon luôn, đỉnh có đỉnh luôn á. Rồi về anh em chạy chạy làm sao bị cong sức bắp, đá sức bắp, chắc giờ chạy bạo lực lắm nó. Rồi ai là người ở chỗ đó mà để coi cục máy nó ra sao để mà khắc phục, từ chỗ đó là mình không có nhận những cục máy của anh em gửi vào, mình chỉ nhận xe và chủ xe đem xe lại tiệm đó là mình mới nhận nghe anh em, như vậy là sẽ ok hơn đó. Có vấn đề gì anh em chạy lại mình bảo dưỡng bảo hành cho anh em thì nó ngon hơn đó. Chứ bây giờ anh em gửi á, bây giờ là mình gáp máy xong ngon lành hết trơn, mình nổ máy ở bên tiệm nó ok hết trơn rồi sao mình thử được, tại vì khi cục máy là nổ máy là màu nổ máy gời, không có gác lên xe làm sao chạy thử được, làm sao biết công sức máy nó như sao, cho dù tại chỗ anh em nẹt ga lớn cỡ nào nó không có bị gì đâu, nó không có bị gì hết trơn á, nhảy lên xe chạy mới bị đó, chỉ nhảy lên xe nó kéo nguyên cái bánh xe chúng ta làm sao, nó kéo nguyên chiếc xe đó, chiếc xe là mấy chục ký ví dụ như vậy, với mình ngồi lên á là ga là khoảng trăm mấy 200 ký, thì khi mà chạy như vậy á, thì có cái nhiều vấn đề nó xảy ra, ví dụ như đang kéo như vậy mà công sức của chiếc xe này kia, sức nặng này kia, cục máy nó kéo, ừ mình coi ừ chiếc xe này nó chạy im hay không đó, có vấn đề gì không, có bị hộp này không đó, chạy hết ra hết số ra dở đầu vài cái coi á, là nồi bọng này kia hay là sức bắp này kia nó có cong không đó, để mình vô mình khắc phục cho anh em liền, là anh em về chạy nó ok hơn nó. Dưới hoàng anh em đem xe đây lại đây á, là anh em gần gần đây không à, những cái tỉnh miền Tây gần gần đây đó, ví dụ như là miền Tây miền Đông Long An này kia đó ví dụ như vậy nó, những anh em đó lại đây rất là nhiều, thì thử như vậy thì sẽ an tâm hơn, khi mình giao xe mình sẽ an tâm hơn. Còn khi cục máy lại đây thì chỉ là nổ máy im luôn nó, lên máy rồi á, là nổ máy im luôn, im gu không có vấn đề gì chứ, mà khi về gác máy lên chạy á nhiều khi nhiều cục có sẽ có vấn đề, trong đó ví dụ như 10 cục là sẽ bị dính hết 2 cục, nó ngộn vậy đó, mà mình không biết là anh em chạy ra làm sao nha, 10 cục là dính hết 2 cục, hên dữ lắm á, là 10 cục là không bị dính thôi, nó vấn đề như vậy đó. Rồi bởi vì từ đó là mình không có nhận máy xe của anh em, nó mong anh em thông cảm nhiều, anh em thích mình á thì có làm đồ á thì gã máy ra gửi đầu lòng nồi hoặc dên gì đó vô cho mình gia công mình làm cho anh em đó, chứ mình không nhận máy từ xa hoặc là xe gửi xe chành này kia vào mình không có nhận đó. Với thứ hai là anh em mua đồ mình á thì ủng hộ mình thì mình rất là vui đó, còn máy là anh em lại tiệm làm để mình chỉnh cho chiếc xe của anh em ok hơn đó. À ghê chưa đó, cầm 2 cây chìa khóa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào vấn đề mình chia sẻ cho anh em về, nhiều anh em hỏi về cái nhông thì của những cái dên 110 này kia đó, tại sao xài tay dài này kia mà khi độ rồi á, là phải xuống xuống sen cam đó, với xuống cái nhông thì này đó, thì nhiều có nhiều anh em cũng đã biết rồi đó, nhưng mà mình chia sẻ cho những anh em không biết nha. Giống như là hồi 3 4 ngày trước mình có làm một chiếc xe dên đôn đó, dên mà má dên dên Aibon mà má tới 100 đó. Tại sao mà xài cái dĩa dĩa cam này á, là xài dĩa cam 28 đó, và dĩa cái ở gì dĩa cam 28, cái găng nhông này á, mình lại xài găng nhông 14 đó, thì nó rất là đơn giản anh em ơi. Khi mà mình vớt cái nòng lại, tại vì cái xe dân đôn đó là mình vớt cái lòng lại là 75 mấy, đó là xài sên cam 86, thì sên cam ngắn á thì nó sẽ xài đồng bộ đó, đồng bộ với cái dĩa cam đó, dĩa cam 28 và 14 găng như cái dân, đây là một cái dân 110 bên mình nè. À, đó mình bảo dưỡng nhớt này kia anh thấy, em thấy không, không bao giờ xét nha. Đó như cây dên 110 zin này nó xài đầu lòng là lòng 78, thì dẫn lòng 78 lên 54 này kia, là nếu mà anh em để zin 78 á, thì anh em có thể để cái nhông thì này 16 găng bình thường theo chiếc xe được đó. Còn nếu mà anh em đã vớt cái lòng rồi, ví dụ như cây dên này anh em muốn xài ba bạc lỡ đó, anh em vớt cái lòng xuống là 75 76 gì đó đó, là bắt buộc là anh em á, là phải thay cái nhông thì này lại cái nhông 14 và xài cái dĩa cam nhỏ này, chứ không có xài dĩa cam bự này nữa ha. Đó là không có bự, xài dĩa cam bự nữa. Là khi mình vớt xuống vậy dên 110 này á, xài ba bạc lỡ thì mình vẫn giữ lại cái tay ga dên gin đó, cái tay dên gin theo cái dên đó để xài cái nòng ba bạc lỡ
đó, nhưng mà mình xuống cái khâu nhông thị này là 14 gân và cái dĩa cam là 28 gân, còn cái nhông thị theo cái dên là dục bỏ đó. Cái dĩa cam lớn theo cái chiếc xe của trước kia của anh em á là dục bỏ, hoặc là anh em lên mới á, lên mới mà đi cái nòng dài 75-76 đó để xin cam 86 thì bắt buộc anh em phải xài dĩa cam nhỏ này toàn bộ nghe anh em đó. Chứ nếu mà anh em xài là cam cái gì anh em xuống ba bạc lỡ mà anh em xài nhông thì lớn này kia là không được nha. Thì clip trước mình đã giải thích rồi, nó tùm lum tà la trơn, nó chất quớt hết trơn nha, nó không có đầu vô đầu hết trơn nha. Tại vì anh em vớt cái nòng xuống rồi mà anh em đi cái đầu ghim đó, cái dĩa cam lớn và cái nhông thì 16 thì gây ra là tổng sinh cam 90 của anh em á là sao nó bị dùng. Tại mình vớt cái nòng xuống à, còn 75-76 thì phải dùng lại rồi đúng không? 75-76 mà anh em á, ví dụ như là nhiều anh em vẫn chưa hiểu là hỏi nè, tại sao mà mình vớt cái nòng xuống đi, tại sao không giữ cái gì cái nhông thì này, nhông thì là 16 găng thì lớn với xài dĩa cam lớn và xài sinh cam 86 luôn sao được. Sinh cam 86 nó ngắn ngủn à, mà anh em xài cái dĩa cam bự này với cái này là nó mất mẹ khúc của người ta, làm sao gáp. Khi mà cây cam gì đi mà anh em gáp dĩa cam vô gì, ví dụ như là cái cây cam bên đây, cái đầu ốc bắt bên đây, thường thường là bắt đúng là nó gì phải không, mà anh em đòi xài cái dĩa cam lớn khi mà vớt cái lòng xuống á, còn 75-76 đó xài cam 86 đó thì anh em đòi xài dĩa cam lớn và cái nhông thì lớn á thì làm sao, thì cái dĩa cam á, khi mà gáp vô rồi nó dĩa cam nó hụt tuốt sao gì nè. Tuốt sao luôn đó, làm sao gáp được nó. Mình nói vậy cho anh em đơn giản dễ hiểu chứ nó còn nhiều vấn đề lắm đúng không. Mình vớt súng rồi là mình phải xài sinh cam ngắn đó. Còn nếu mà có nhiều bài độ khác nhau, ví dụ như là cái dinh đôn hoặc là dinh 110 xài ba bạc lỡ thì nó cũng rất là ok, nhưng mà cái ba bạc lỡ khi anh em xài trái bê tông á thì dằn hơi lực lắm nha. Dinh 110 ví dụ như vậy xài ba bạc lỡ mà sinh cam 86 thì nó lực dữ lắm, lực luôn. Nhưng cái mặt trái của nó là anh em đi đường xa nó nóng máy lắm, anh em mà muốn đi đường xa này kia ngon á thì cái đầu bê tông anh em phải vớt cho nó là dư khoảng lên chừng một gem này kia thôi, hoặc là nó ngang mặt lòng luôn đó, thì anh em đi đường xa nó an tâm hơn. Nhưng mà ba bạc lỡ thì nó xào cái nòng của anh em á, nó nhanh gõ hơn đó, nó gõ nòng hơn. Gõ nòng có nghĩa là nó xào, nó kêu chách chách này kia, nó kêu, nói chung là ba bạc lỡ là nó nhanh lắm, nó mạnh thiệt nhưng mà nó nhanh đó. Còn anh em nào muốn xài bền á thì xài 54 trái đầu cao, đầu lồi này kia đó, là xài mình xài nòng gin, nòng dài 78 gin luôn á thì nó hơi bền. Còn nếu mà anh em nào muốn mạnh chút xíu á thì anh em rút cái tay dên đó, rút tay dên ghim này lại đó, cây đây là cây dên 110, anh em rút tay ghim lại, anh em xài nòng quen pha đó, anh em đóng cái nòng quen pha lên đó là xài sinh cam 88 đó. Sinh cam 88 thì sao, thì mình vẫn giữ lại cái gan nhông thì lớn này và thêm cái dĩa cam lớn này thì cái bài đó nó vừa mạnh mà nó vừa bền luôn, nó ok. Nhưng vào đó là mình sẽ kết hợp với là mình xài đồ tốt tí xíu đó, đồ tốt này kia, nói chung là tiền nào của nấy đó, đồ tốt thì nó sẽ ok, nó bền hơn đó, những cái đồ rẻ tiền, nói chung là như vậy. Thì cái bài bền bạo lực ngon lành nhất là chỉ có cái bài mà dên 110 rút tay ghim, xài alpha đó, xài lòng alpha, xài dĩa cam lớn này kia luôn. Dưới phần thứ hai là anh em để nguyên cây dên gì luôn, nhưng mình đi là trái bê tông đầu lồi phá chảo này kia đó thì nó sẽ bền hơn, bền hơn cái dạng mà anh em xuống hai bạc, xuống hai bạc này kia, giống như nãy giờ mình nói ba bạc lỡ này kia thôi, ba bạc lỡ này kia chạy thì chỉ chạy dần hơi lỏng được thôi, chứ anh em mà đi trái cao quá thì nó rất là nóng máy, đi đường xa nó không im, nói chung là vậy. Nói chung là xe mà bạo lực quá thì không bao giờ bền, nói chung là vậy. Nhưng mà bạo lực quá thì chạy nó phê, nó đã tay hơn đúng không, lên nhóm ga cái là chiếc xe bay. Như là chiếc xe mà mình mới làm dên đôn máy 100 ebon đó cho em trai bài 54 đó, là trái bê tông đó là cao ốc cục nổi luôn đó nha. Tại vì trái bê tông đó là trái 54 đầu cao bên mình đó, mà chỉ tém lại đi cái chảo bự đó thôi chứ không có vớt mặt xuống, nên là trái bê tông đó là cao dữ dằn luôn. Là em trai đó lên xe chạy là phái liền, nhóm ga là bay, nhóm ga là bay. Nhưng đi đường xa thì chưa biết làm sao nha, tại vì dên đôn mà ba bạc lỡ nữa, thứ gì chịu nổi đó. Ba bạc lỡ mà trái bê tông tới đỉnh nữa đó, cam cũng tới đỉnh luôn, thì đi đường xa thứ nhất là sẽ bị mòn cam, thứ hai là nó nóng máy thì nó sẽ gây ra cái sức bắp á, là nó sẽ bị cháy sức bắp đúng không, nóng máy mà
Nói chung là đi đường xa phải chịu cực nghỉ hoài. Những cái bài bạo lực thì nó như vậy. Còn khi anh em lên dên chăm mự, gút tay ghim này kia, xài nòng alpha để anh em đi đường xa bình thường an tâm, rất là an tâm. Hoặc là xài nòng gin luôn, nòng gin 78 cho dên chăm mự này luôn. Cái dên này không có làm gì hết. Đó, chỉ có xài trái bê tông đầu cao, phá chảo xuống bắp mà gích này kia. Thì anh em đi đường xa thì nó sẽ ngon hơn. Đó, đối với những trái nén này kia ha. Còn trái đầu cao thì nó cao quá thì anh em sẽ vớt xuống. Nhiều khi anh em muốn đi cái trái bê tông cho nó đủ, nói chung là nó đủ dòng luôn á, nó không có phét giống trái nén. Tại vì trái nén, trái bê tông nó rất là nhẹ, nó ở trong nó bị mất miếng thịt hai bên, anh em thấy không? Nhẹ thì đi đường xa thì hơi xào. Còn nếu anh em đi trái đầu cao thì nó sẽ, trái bê tông nó sẽ đủ thịt ở trong cái phần đó luôn. Ở trong bê tông này anh em biết rồi đó, trái đầu cao thì nó đầy đủ nhôm ở trong đó, ví dụ như vậy. Thì đi đường xa nó sẽ ấm mái hơn đó, nhưng mà nó không có nhẹ bằng cái trái 54 trái nén đó. Anh em biết trái nén rồi, hai bên đó là nó bị lõm vô, nó phiết vô giống như trái phi Chanel này kia gì đó, ví dụ như vậy. Thì anh em đi đường xa thì những trái đầu lòi đó anh em là đi dàn hơi lỏng lỏng thôi, đừng có đi dàn hơi mà trái đầu cao quá. Anh em mà đi đầu cao quá thì nó rất là nóng máy đó. Muốn đi xa nè, điều đầu tiên muốn đi xa thì dàn hơi phải lỏng, và thứ hai phải làm cho nó đều với nhau hết, nhưng được là nó không có bạo lực đó. Còn anh em muốn đi đường gần thì xài những cái dàn hơi bạo lực như nãy giờ mình nói, là Sincam 86 hai bạc đồ đó, là đi đường gần là ok luôn á, là đỉnh có đỉnh luôn đó. Đi đường gần là nhóm ga là bay, nhóm ga là bay thì anh em xài cái đó được đó. Chứ những cái dòng đó thì anh em đi đường xa nó dở lắm, tại vì cái trái bê tông nó tới đỉnh này kia nó cao dữ lắm đó. Còn nếu không thôi là nó bị xào lòng, tại vì nói chung là đồ mạnh đồ đôn này kia thì nó phải chịu vậy thôi đó. Bự chừng nào dên bự chừng nào, trái bự chừng nào thì đi đường xa lo lắng vậy thôi, nó vậy. Còn những cái nào bền thì từ đầu nãy giờ mình cũng nói với anh em rồi đó, giữ nguyên cái lòng ghim đi trái đầu lòi, còn mấy là dên gút tay ghim xài lòng alpha đó, đóng lên đi 54 cũng được, 54 đi trái đầu vừa vừa cho dàn hơi lỏng thôi là đỉnh của đỉnh rồi, đúng không? Thì đó là những gì mà nãy giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em trong clip hôm nay, và như thế nào, tóm tắt như thế nào là mình không nhận xe từ xa và cục máy từ xa. Rồi chúc anh em có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé. Thì anh em xem clip mình thì anh em hãy nhấn giùm mình cái like đi, với đăng ký kênh giùm mình đi đó. Mấy em gà anh em xem á, mà không like gì trơn, ít like quá, lượt tương tác á, là trên YouTube nó đều sức yếu quá đó. Với phần thứ hai, anh em muốn mua hàng gì hoặc là gia công đồ gì thì anh em hãy liên hệ cái đường link Facebook với phần video này. Mình có để cái phần là fanpage Gắt Nguyễn Channel đó, bán hàng Gắt Nguyễn Channel, thì anh em vào đó để được mình tư vấn và cho địa chỉ số điện thoại chính xác này kia để anh em liên lạc với mình để làm đồ hay mua hàng đồ ha. Rồi ok, tạm biệt anh em.